Rồi mấy con hỏi tại vì kế tiếp nữa vâng. Mất thầy, con nhãn pháp nó có con thú phí về con cứ nghĩ là các Phật con chỉ có bấm vô kích thôi, bấm tẻ rồi để mình chuẩn bị quân lương với lại vũ khí gì đó để con lên con chỉ chuẩn bị được không? Bây giờ mình thấy cái sức mình yếu, mình không sử dụng, mình đánh nó, mình đánh tỉa thôi. À, chứ còn mình cương với nó thì không được. À, vì mình sức biết mình biết giặc mà, cái lực của nó đánh con hôn đồng, con đánh không có thắng được nó. Mà con cứ thức suốt đêm thì con bị nó nhập con chết. Không hiểu? Còn những cái ác pháp khác thì đâu phải một cái ác pháp đâu. Cho nên vì vậy mà tùy theo cái khả năng, cái sức của mình tu thật. Nên mình đừng có vội vàng lắm đâu. Nhưng mà mình biết cách, biết áp dụng đúng cái yếu cái mạnh của mình thì không tốt chứ không sao đâu. Con cứ thấy con sao mấy hôm nay nó cứ tức thở, mà con mỗi lần mình tắt ý vậy là nó cứ tức thở rồi con cứ sử dụng cái pháp như lý tắt ý, rồi con nương vào cái tâm thanh thản của con cũng được, hoặc là nương vào cái hơi thở, hoặc là nương vào cái cánh tay, hoặc là nương vào bước đi. À, khi mình tác ý để đối trị với cảm thọ của mình á, thì đương vào mình đi kinh hành, hoặc là mình ngồi tại chỗ, hoặc là mình đưa tay ra vô, tùy theo cái hoạt động của cái cơ thể của con. Nếu hơi thở con nhít trong hơi thở không được thì hoàn toàn con sẽ thay đổi những cái hành động ở bên ngoài để con nương vào đó mà con tác ý cái bệnh. Thì khi nào mà tác ý cái bệnh con nó bình an được thì con mới tiến tu tới cái nghiệp khác. Chứ bây giờ nghiệp thọ nó cũng lớn, cái nghiệp thọ thì từ từ con sẽ một ngày con tiến tới con đánh một chút rồi con rút cũng nghỉ rồi tới chút dần dần con sẽ nó diệt đi cái bệnh. Chứ đừng có ai cảm thọ đó là cái bệnh của con, mà con cố gắng ngày nào con giờ nào phút nào con cũng cố gắng con đánh thì con đánh không lại đâu. Cái sức của con sẽ bị suy yếu đi, bởi vì mình dùng cái pháp tác ý và mình dùng cái sức an trú của mình thì hai cái nó sẽ mất cái năng lực của con bị hao tổn. Cho nên vì vậy mà con chỉ đánh nó một hơi cái con rút được nước nghỉ, rồi lát nữa cái con đánh không hơn nữa cái con rút mạnh, coi như mình tập có thời giờ, mà thời giờ của mình tập để đối trị với bệnh chứ không phải là ở trên tứ niệm xứ đâu, con hiểu không? Cho nên mình biết áp dụng. Rồi mấy con ai có hỏi gì nữa con? Rồi con hỏi đi con. Thank you.
Con cứ về tu tập vậy được là con không có gì đâu, không có sai đâu, cứ về vậy mà cố gắng mà tạo thân rồi nương vào tứ niệm xứ để mà quét sạch những cái ác pháp, không có gì đâu, tu vậy đúng không có sai đâu, cứ về tu tập. Mấy con cứ về, mấy con thấy tu đúng rồi mấy con cứ đóng cửa thất và tu thôi, ở trong thất rồi khi nào có hơi buồn ngủ thì mình đi kinh hành thôi, có vậy thôi, cứ giữ tu tứ niệm xứ cho nó nỗ lực tu, đừng có để mà đầm thì mấy con tu nhanh lắm. Thế còn không khéo là mấy con bị đậm, nó làm cho mấy con bị con gián đoạn nhiều cái thời gian, không có liên tục được. Và cho nên tu vậy đúng là con cứ về tu, đừng có gì đâu.